Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt. Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư. Ơi Huế của ta, anh hùng nặng lòng với Huế, xin viết tặng bài ca gửi trọn tình ta về Huế thương yêu. Đàn em nhỏ tung tăng bên mái
âu thơ tôi hay theo cha ra đồng. Thời còn vô tư tràn dây trăng trồng, nào ngờ biết cha trên đồng ruộng sâu, từng mầm lúa lên lưng cha thêm cộng. Tháng năm trôi dần lớn khôn, tôi đâu hay cha đã già, lòng nặng suy tư khuya sớm thân con. Một đời đắng cay nuôi đàn con thơ, dài dầu gió sương mong con nên cha ơi chốn tha hương. Hình dáng cha vẫn lặng thầm theo suốt đời con, mỗi đêm về lời cha khắc sâu. Giữa trời đêm con hái là vì sao xa, cha ơi trải qua bao ngàn đắng cay, con lại càng thấu hiểu tình cha. Dẫu khó nghèo đừng nghèo trái tim, dẫu đục trong dũng sơi lòng nhân ái. Tháng năm qua càng xót xa, thương cha thương vô ngần, tựa một giọt sương hiu hắt trên cành. Một ngày vắng cha ngỡ đời mồ côi, sợ ngày vắng cha gót son lầm bùng. Khắc sâu giữa trời đêm con hái là vì sao xa, cha ơi trải qua bao ngàn đắng cay, con lại càng thấu hiểu tình cha. Dẫu khó nghèo đừng nghèo trái tim, dẫu đục trong dũng sơi lòng nhân ái. Tháng năm qua càng xót xa, thương cha thương vô ngần, tựa một giọt sương hiu hắt trên cành. Một ngày vắng cha ngỡ đời mồ côi, sợ ngày vắng cha gót son lầm bùng. Một ngày vắng cha ngỡ đời mồ côi, sợ ngày vắng cha gót son lầm bùng.
đưa ba vào lòng biển. Ngày hạ tàng thu sang, lời kính cầu tiễn biệt gợi niềm sầu mênh mang. Cơn sóng buồn nhẹ vồ như tiếng gọi hồn ai, xuôi dòng vào thiên cổ ngủ yên chốn tuyên đài. Sẵn đương vào địa điểm để chúng ta đưa linh cữu vào trong nhà thờ để tiến hành chương trình lễ tỳ tổ. Người sống ta phong nhưng khi mất mất quay về, nơi cầu nhau mất mất dễ về nhà thờ đó. Anh em ta hộ giái nhà thờ. Kính thưa các hội đoàn thể thông thân thành, kính thưa hội người cao tuổi cùng hội trợ tăng thông thân thành, kính thưa toàn thể bà con nhân dân thông thân thành, cháu
chồng, cha, ông, anh em chúng tôi của ông Phạm Văn Thuần, sinh năm 1960, quê quán làm Phú Đông, thôn Tân Thành, xã Điện Văn, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hiện thường trú tại phường Tây Lộc, thành phố Huế, là thành viên của tổng thống ban thông Tân Thành, xã Điện Văn. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể bà con, năm 1965, khi quê hương bị chiến tranh tàn khốc, cha đi tham gia cách mạng, mẹ đưa con trả đánh đòn bom sinh sống tại Huế. Năm 1975, khi nước nhà hòa bình lập lại, thì cha đã hy sinh. Không bao lâu mẹ cũng qua đời. Ông được sự cưu mang nuôi dưỡng của người bác ruột bác họ cho đến khi không lớn trưởng thành, lập gia đình, xây dựng cuộc sống ở luôn tại Huế cho đến ngày hôm nay. Trong lúc cuộc sống đông đông em đầy hạnh phúc, thì năm 2015, ông Lâm trạng bệnh, được bà con gia đình tận tình trả chữa, nhưng vì bệnh hiểm nghèo chỉ giữ được mạng sống một thời gian, được ngày nào hay ngày đó. Cuộc sống gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, khủng hoảng. Rồi vài năm gần đây, được sự giúp đỡ của người thân, vợ cùng các con được nhập cư tại Mỹ. Chỉ còn một người con trai ở lại chăm sóc sớm hôm trong cơn bạo bệnh. Vợ con muốn nhập cư tại Mỹ chưa được bao lâu, nên cuộc sống, việc làm ăn cũng chưa ổn định. Vợ con cố gắng trả tiền việc làm để có tiền gửi về giữ bệnh cho chồng, cho cha. Cho đến những ngày lâm bệnh, tình của ông trở nặng, sức toàn lực kiệt, ông đã từ trần vào lúc 12:30 ngày 22 tháng 7 năm Canh Tý, hưởng thọ 62 tuổi. Ông qua đời trong lúc cả thế giới còn đang dịch bệnh Covid-19. Vợ con của ông không về được để tiễn đưa ông lần cuối cùng. Có một người con trai bên cạnh đến lúc ông rút hơi thở cuối cùng. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể bà con, ông Phạm Văn Thuần từ khi lâm bệnh hiểm nghèo đã có tâm nguyện đến ngày qua đời được về nằm yên nghỉ trong lòng đất quê hương nơi chôn nhau kết rống. Nay ông đã ra đi về cõi vĩnh hằng, được sự cho phép của chính quyền địa phương cùng tộc họ, gia đình cùng bà con thân tộc làm theo ý nguyện của ông để đưa linh cữu về đến nhà thờ tộc và tiếp tục nhờ sự giúp đỡ của toàn thể quý vị và bà con, chúng tôi tổ chức ăn đón ông tại quê nhà để lắp ở đây làm lễ di quan và ăn đón hoàn thành tốt đẹp với thiện tình nạn tình cảm quê hương của tất cả bà con. Chúng tôi không quên đáp lễ tạ ơn một lời chân thành, biết ơn sâu sắc nhất. Trong lúc tổ chức lễ ăn táng hôm nay, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý vị cùng toàn thể bà con niệm tình thứ lỗi. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin kính mời toàn thể bà con thân bằng quyến thuộc của ông Phạm Văn Thuần, chúng ta về phía trước để cùng viếng hương, tiễn đưa cổ hương là phần lễ có từ tổ tiên tộc Phạm Văn tại từ đường lễ bớ quân đại diện gia đình quốc vị cộng tạ
lễ phát dẫn di quân, lễ ô tô mở rộng và xe đại diện gia đình trình lễ phát biểu cảm ơn. Đó là chương trình của lễ di quân sau này. Một lần cuối cùng để về nơi an nghỉ để quê nhà, xin kính mời. Cha nghĩa mẹ con đường được làm
gian nan nuôi đàn con khôn lớn nên người, ân tình sâu đậm mẹ cha thương con vớ bờ vô bờ, cần cha như núi cao vời, nghĩa mẹ như nước biển khơi dài. Con ốm đau mẹ thương con thức trắng đêm thâu, nay con về đây bao năm ngược xuôi bôn ba thăm lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Bây giờ con đã về đây nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng là đây con luôn ghi nhớ trong lòng, đảm con sâu trọn đời. Con ốm đau mẹ thương con thức trắng đêm thâu, nay con về đây bao năm ngược xuôi bôn ba thăm lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa toàn thể bà con cùng thân bằng hữu thuộc của ông Phạm Văn Thuộc. Bây giờ đã đến giờ tổ chức làm lễ triều tổ cho hương linh của ông Phạm Văn Thuộc. Xin mời con cháu anh chị em về phía trước từ đường để chuẩn bị làm lễ triều tổ. Cháu trai trưởng con của anh Thuộc và xin mời Phạm Văn Dũng bưng di ảnh và đồ hương của anh Phạm Văn Thuộc vào bên trong để tiếp tục làm lễ triều tổ. Thank you.
Oh.
Thank you.
của gia đình chúng tôi là cụ ông Phạm Văn Thuận.
sinh năm 1960, quê quán làng Phú Nông, thôn Tân Thành, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trú quán số 109, đường Thái Phiên, phường Tây Lộc, thành phố Huế. Kính thưa quý vị, đời người sanh lão bệnh tử, đó là quy luật của tạo hóa con người, không ai tránh khỏi được. Cụ ông Phạm Văn Thùng cũng không ngoài quy luật đó. Trong thời gian lâm bệnh, mặc dầu cụ ông luôn được các thầy thuốc, gia đình và con cháu tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng do lâm căn bệnh hiểm nghèo, cụ không thể ở lại cùng với con cháu được lâu nữa. Cháu, chồng, ba, ông, anh em chúng tôi đã trút hơi thở cuối cùng từ giã cổ đời về với tổ tiên, ông bà vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9 năm 2020 nhằm ngày 22 tháng 7 năm Canh Tý, hưởng thọ 62 tuổi. Lễ di quan vào lúc 5 giờ sáng và an táng vào lúc 11 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2020 nhằm ngày 27 tháng 7 năm Canh Tý tại nghĩa trang gia tộc. Kính thưa quý vị lãnh đạo địa phương, kính thưa toàn thể bà con thân bạn quyến thuộc cùng tất cả bạn bè thân hữu gần xa của gia đình. Trong thời gian cụ ông Phạm Văn Thùng sống, làm việc, ốm đau và sinh hoạt cùng với gia đình nơi cư trú là phường Tây Lộc, thành phố Huế, cũng như lúc qua đời, gia đình chúng tôi luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo, chi bộ, ban nhân dân thôn, khối phố, ban công tác mặt trận, các đoàn thể, tập họ, thông phu gia và con hàng xóm láng giềng, các cơ quan đoàn thể. Bệnh viện Trung ương Huế đã hỗ trợ xe chuyển quan tài của ông Phạm Văn Thùng từ Huế về Quảng Nam. Các bạn bè thân hữu gần xa, thân bạn quyến thuộc tại thành phố Huế, thành phố Hồ Chí Minh, con cháu đang sinh sống trong và ngoài nước và bà con tại quê nhà đã đến động viên, chia sẻ, tổ chức viếng hương, gửi vòng hoa, liệm, trắng điện chúc chia buồn, cũng như chuẩn bị sắp xếp mọi công việc lo hậu sự cho cụ ông thật đầy đủ và thật chu đáo. Kính thưa quý vị, từ giờ phút này, hương hồn cụ ông Phạm Văn Thùng là thành viên của dòng họ Phạm chúng tôi đã từ giã cổ đời để về nơi an nghỉ cuối cùng. Tha mặt cho gia tộc và tâm mong hiến viếng, chúng tôi không biết nói gì hơn bằng cả tấm lòng thành kính, xin được đón nhận những tình cảm đặc biệt quý báu và chân thành cảm ơn sâu sắc những nghĩa cử cao đẹp, tình lòng nghĩa xóm mà toàn thể quý vị và bà con đã dành cho gia đình chúng tôi trong suốt thời gian qua. Với những nghĩa cử cao quý và tốt đẹp đón trao trả của quý vị, gia đình chúng tôi xin được cẩn dụng bằng cào cá rừng một phong bì trình diện bế quan, rất mong quý vị nhận cho để gia đình chúng tôi trọn phần hiến sự. Kính thưa quý vị và toàn thể bà con, trong thời gian tổ chức lo hậu sự đối với người quá cố, gia đình chúng tôi không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong toàn thể quý vị và bà con hết sức cảm thông và chia sẻ. Một lần nữa xin đại diện cho tâm gia hiến viếng xin được cảm ơn và cúi đầu cảm tạ, xin chân thành cảm ơn. Đại nguyên chủ dùng tổ rồng, ta nguyên chủ từ kia chẳng muộn nên tập nọ một mình đồng đồng thỏa giãn ơi. Lễ trên diện bá quan nơi nhà thật sự
anh em ta đã có người trên thành phố Việt Nam sang tháo đây anh thương. Thank you.
lại nhớ mưa xa. Mưa bay trong ta, bay từng hạt nhỏ. Trăm năm vô biên, chưa từng hội ngộ. Chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiểu thủy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị ngày xưa. Từng lời tà dương là lời mộ địa, từng lời bề sâu nghe ra từ độ suối khe. Trong khi ta về lại nhớ ta đi, đi lên non cao, đi về biển rộng. Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì, ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân. Bao dòng mưa nắng
có cha chờ che, nghiêm khắc bao man tận nơi. Tình cha như bể như trời, cha mãi là tấm gương sáng ngời. Của cha khắc ghi trong lòng, làm người nhân nghĩa hiếu trung thẳng ngay, muốn léo đường xa ngày mai. Tình cha như đôi cánh thiên thần, để con chăm cánh đã mềm mại. Con đi gìn giữ cho đời, đã mang trong lòng kiếp con người, phải thương nhau hoài chớ quên lời. Mong một ngày mai chan hòa đất mẹ niềm vui, thọ ơi à ơi, mẹ trông con ra câu ai tử, vợ trông chồng lên núi vọng phu. Chiều 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 trông về biển khu, lòng con hớn hoan quân thù. Ơi à à ơi, chắc nữa lên rồi đó, nhưng mà giờ không có nghĩ đem ra là bị thì cô biết là coi như 4 ngàn, giờ đó là coi gửi xe chạy ra thôi. Cậu anh đó ở đây rồi, anh này là ở đây anh lùm coi mở cửa mỏ. Tôi có một ngày, một ngày tôi xuôi tay nhắm mắt theo chiếc xe tang. Hai hàng ngựa trắng đi đầu. Rồi có một ngày hồn nhạc tôi tiêu điều, điệu đàn và lời ca sầu heo giữa nơi nghĩa trang bao điều hiu. Rồi có một ngày em không thương không nhớ. Em sẽ quên đi tháng ngày mình sống mong chờ. Thời gian còn
sương phủ trắng, véo von côn trùng lắng thở dài. Bạn thân ơi, thôi rồi xa, người yêu ơi, thôi rồi quên. Còn có nhớ, nhớ gọi tên, nhưng thuở đầy ân tình. Nằm dưới đây chốn mộ sâu, chỉ nghe vang bao niềm đau. Lạnh buốt giá rét từng đêm, rét từng đêm. Rồi có một ngày, một ngày rêu xanh trên bia đá, tim ngắt không gian, mây trời gọi gió mưa nhòa. Mộ vắng đường dài, chẳng còn ai qua lại. Chẳng còn nhang còn khói, xót xa cũng buồn tháng ngày trôi. Tôi gia tộc cũng như gia đình đồng bằng Huy Quyến xin ghi nhận những tình cảm đặc biệt sự quan tâm giúp đỡ của quý vị. Chúng tôi cảm nhận bằng tàu qua rừng và phân bì để thể hiện tình cảm và biết ơn sâu sắc đến với địa phương đã đưa tiễn của ông của gia đình chúng tôi về nơi ân nghỉ cuối cùng. Trong lúc tầm giờ bố đấu thì việc di chuyển như con có thiếu sót gì mà mình đã thương bà con cũng như hầu trợ tón thông cảm chia sẻ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Xin trình bày một là phong bì mới của ông, hai tức là phong bì là phong bì đó là đóng góp và đi mà sao tao giải quyết cái này sao bài được vậy bài như là bắt phong bì mới của ông 1.2 đó là phong bì đó là đóng góp xây dựng hội chợ to là 1 triệu, phong bì đó là dịch vụ chuyên chở và giặt giũ vật dụng trà tan là 1 triệu, và phong bì là thưởng những khi sao với lãnh đạo địa phương cũng như hội trợ tân ở quận của túi dân quân ở đây đã hỗ trợ đưa linh cữu của cụ ông Phạm Văn Thùng của gia tộc chúng tôi cũng như gia đình về đến nơi ở nghỉ rất là ấm cúng, trọng trịa và viên mãn. Chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn anh bạn. Chào. Bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phụ du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ
về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ. Hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền truyền thế sự nơi trần ai. Phụ du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau, hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ. Hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền truyền thế sự nơi trần ai. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền truyền thế sự nơi trần ai. Phật chỉ ở đâu xa, đó là mẹ cha trong đời của ta. Ai ơi hãy nhớ lấy cầu, làm con hiếu kính đi đầu, đó mới là những người Phật tâm. Cả đời cha mẹ đâu quán gian nan, táo tận ngược xuôi dài dầu nắng nuôi con đâu tính than ngày,
tình cha núi lớn cao vời, nghĩa mẹ hiền sẵn tựa biển khơi. Tiền chi cho khổ thân ta, trong tâm có Phật hiện ra miền người. Từng câu từng tiếng thánh thơi, không dùng những lời hại người khổ ta. Những lời cha mẹ con khắc ghi sâu, ở đời đừng nên dối lừa ghét ganh. Thương yêu người lúc cơ hàng, nhường cơm xẻ áo ấm lòng, thế mới là những người Phật tâm. Xã Tăng Thành Thông, cựu phu Nam xã Ngọc, xã Thượng Sư, Kim Tăng chủ Võ Thịnh Thu Liên, trưởng Nam Phạm Anh Thi, Thiệt Toàn Gia Đành. Tư nhân thường hương kính cố khai một môn chi lệ, cắn dây kim ngân hướng đăng trai bàn thảo tư thành thanh kim mê phù long từ quán hoa hòa tầm bàn soạn thư thầm chi nghi cộng cô vô cung nghinh bổn sứ thần hoàng đại vương tông thần đương kiện thổ địa phước đức chánh thần kim liên thành kiện hành binh chi thần bổn thổ chi vị âm dương chi thần bổn âm điện đông trụ tư mệnh định phước bao quân bổn sứ chư vị vô thần nhân thần liệt thổ công thổ chủ phụ thổ kỳ thần quân hiền hiền khai cảnh hảo hiền khai canh tông thần bổn sứ âm thần dương thần chư thần tiêu diễn đại sĩ diễn khẩu quý vương tiền cổ mộ chư hương linh thượng trung hạ nam nữ cô hồng âm hồng hà sa bộ chúng phụ thủy chứng giám tiết độ phong về vang cao bình quận phạm văn thùng nguyên mạng sanh ư canh tí niên tử ư canh tí niên thất nguyệt vì thập nhị nhật ngõ thời hướng thọ lục thập nhị tuế mạng chung thần hồng nhất vị giờ di quan mẹo thời tại Huế tỷ thời tại Quảng Nam tỉnh điển bàn thị xã Điện Phong xã Tăng Thành Thông Hà Mặc Châu Hòa Bình Bắc Ấp Trà Dung Sư giờ an thố ngọ thời canh tí niên thất nguyệt vị thập thất nhật
nay cặp tâm nhật say mồ mong chi lễ. Mạng chung cung vòng ấm dương chư vị linh thần, tiên linh cổ mộ tiết độ vong hồng cao bình quân, phạm văn thùng quy vô mộ trạch, bảo hộ toàn gia từ kim hương hào các bộ bình an. Phục duy cảnh cao Việt Nam quốc tế thư canh tây niên thất nguyệt nhị thập cửu nhật, Quảng Nam tỉnh Điện Bàn thị xã Điện Phong xã Tăng Thành Thông cửu Phú Nam xã Ngạp xã Thượng Sư tử nhân thường hương kính lễ khai mộ mông chi lễ ký thư phẩm chi nghi cảm cô du thượng niệm bổn âm đường cao bình quận phạm văn tộc đệ nhất phái lịch đời qua vạn chư tôn linh đồng thủy chứng giám thần hồn nhất vị nay cặp tâm dực kính dân lễ vật khai mộ mông chi lệ mọn chung cung vọng chư tôn tiên linh cao bình quần phẩm văn tộc quý gia đường số 109 đường Thái Phiên phường Tây Lộc thành phố Huế để cháu con phụng tự bảo hộ toàn gia bình an khang thái phục duy cảnh cô. Giờ con đứng lên lại hai lại. Về thăm quê thăm nồi tóc đa bạc phơ lòng chợt bâng khuâng nồi ơi con đã trở về ngày nào thơ dại nồi yêu thương bắt con cua đồng cho tôi vui đêm về nồi gói gói bánh là vừa khi trao thèm ăn. Giờ về thăm quê thăm lại kỷ niệm ngày thơ kìa hàng cao xanh ngày xưa nỗi đã dung trời bờ rào trước nhà giờ liễu xiêu khóm qua cúc vàng buồn quanh nhiêu hàng cao thầm nói đã xa rồi thương quá người ơi. Chiều nay thương nhớ sao nỗi tôi một đời nuôi cháu thương con một đời chèo ghé đưa đò dài dầu mưa nắng tóc trắng lưng còng thương quá nỗi ơi. Chiều nay con nhớ sao nỗi tôi hiền hòa nỗi cười mồm mém yêu thương nỗi ngồi tay ngoái cười trầu nhắn thằng hai nho đã lâu rồi sao không về thăm quê.
lòng buồn miên man bây giờ con về thăm kỷ niệm thân yêu tương lai vắng bóng nỗi rồi nhìn hàng chuối già còn trổ bóng nhánh sông quê mình còn mênh mông mà sao nỗi nỡ bỏ con đi rồi con đứng chờ ai. Của cha con mãi ghi trong lòng, biết ơn không nhớ hoài, biết tha thứ yêu thương. Những lời dạy của cha đừng sống chi vì tiền, sẽ luôn không có được một nghĩa tình anh em. Những lời dạy của cha sống phải luôn ân cần, luôn kính trên nhường dưới và có lòng vị tha. Những lời dạy của cha cho con biết thêm nhiều nhân cách trong cuộc sống mãi trọn đời không quên. Cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo những lời dạy của cha nhắc nhở con bao điều hãy vì hòa vì quý dù đời có phong ba nhớ lời dạy của cha anh em phải thuận hòa sống sao cho phải phép đừng để người cười chê của cha sống phải luôn ân cần luôn kính trên nhường dưới và có lòng vị tha những lời dạy của cha cho con biết thêm nhiều nhân cách trong cuộc sống mãi trọn đời không quên cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo những lời dạy của cha nhắc nhở con bao điều hãy vì hòa vì quý
dù đời có phong ba, nhớ lời dạy của cha, anh em phải thuận hòa, sống sao cho phải phép, đừng để người cười chê. Nhớ lời dạy của cha, anh em phải thuận hòa, sống sao cho phải phép, đừng để người